Ngoài ra, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn cũng trao quyết định cho Đại tá Nguyễn Viết Lợi, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam nghỉ hưu theo chế độ. Trung tướng Nguyễn Văn Sơn đánh giá cao những đóng góp của Đại tá Nguyễn Viết Lợi trong suốt thời gian công tác, đồng thời chúc mừng Đại tá Nguyễn Đức Dũng được tín nhiệm giao phó trọng trách Giám đốc Công an tỉnh. Được biết, Đại tá Nguyễn Đức Dũng 52 tuổi, quê ở xã Phổ Văn, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Trước khi được bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, Đại tá Dũng là trưởng phòng tham mưu kiêm người phát ngôn Công an tỉnh, rồi sau đó giữ chức vụ phó Giám đốc Công an tỉnh này.